Đấy, rất là mát rồi. Tính rất là mát rồi. Đây bây giờ em tắt quạt đi để cho anh em thấy cái xương của nó này. Đấy, xương da tóe mẻ luôn. Rất là mịn này, anh em nhìn này. Không có ướt hề ướt tay luôn. Đấy, anh em thấy không? Hello, chào mừng anh chị em quay trở lại với video tiếp theo của Shop Linh Kiện Thanh Phạm. Hôm nay thì tiếp tục lên chia sẻ và giao lưu cùng toàn thể anh em một số những cái mẫu mặt hàng của bên shop. Thì đầu video giúp em xin một nút like, một nút đăng ký kênh anh em nhá. Này để dành tặng cho anh chị em nào mua hóa đơn từ 500.000 trở lên nhá, thì em sẽ tặng kèm cho anh em một cái bộ bấm móng đôi như này cho anh chị em nhá. Đó. Và nó áp dụng trong cái ngày hôm nay. Đấy. Sản phẩm này thì là phần tặng quà áp dụng cho ngày mùng 4 tháng 5 cho mùng 3 tháng 5 cho đến ngày mùng 4 tháng 5 anh em nhé. Đấy, cho 2 ngày. Thì bộ này là bộ bấm móng tay của thương hiệu Winling. Thì con là dòng này nó trị giá là 130.000 đồng. Đấy, 130.000 đồng. Thì em gửi tặng kèm cho anh chị em để làm phần quà khi anh em mua hóa đơn từ 300.000 nhá. Con này hàng cực kỳ ngon và đẹp anh em ơi. Đó. Rồi, ok, đây là phần quà gửi tặng cho anh em nhá. Kèm thêm một cây rũa như này. Đấy, một cây rũa như này nữa này anh em này. Đấy, một cây rũa ha. Rồi, ok anh em. Sản phẩm đầu tiên thì em còn ba cái bình giữ nhiệt. Đấy, hiệu con voi anh em nhá, hiệu con voi Rayrulsi. Bình này thì dung tích của nó đâu đó là 1,6 lít anh em nhá, 1,6 lít. Thì em sẽ mở ra cho anh em coi luôn nhá. Đấy, mùa hè nắng nóng rồi, anh em có thể sử dụng cho em cái mẫu bình giữ nhiệt như này. Con này thì bên trong của nó là inox 316. Đấy, inox 316 nó ở bên trong như này. Kèm theo là những cái ống mút như này cho anh chị em luôn. Dung tích của nó là 1,6 lít anh em nhá, 1,6 lít. Thì em sẽ lắp ráp vào cho anh em coi luôn. Dòng inox hai lớp. Đấy, hiệu con voi này cho anh chị em này. Mở ra nhá, anh em binh như này ra cho em này. Đấy, binh ra và mình ấn này lên. Thì đây nó có một cái vòi tu để cho anh em uống nước nhá. Ngoài ra các bác có thể là sử dụng lắp cho em cái đầu mút như này được. Đấy, đầu mút như này để em sẽ lắp ráp cho anh em coi. Đấy. Và cái dòng này thì anh em có thể ấn xuống được. Đây, anh em về lắp ống vào cho em nhá, lắp ống vào rồi. Em lắp ấm vào rồi. Đấy, thì nó sẽ có lên cái đầu như này. Đầu này cho anh chị em này. Đấy, mọi người có thể ấn vô nó nhún nhả được như này nhá. Khi mình đậy nắp vào thì đây nó có cái mút ở đây này. Đấy, mọi người đậy xuống. Rồi, dòng này anh em về tự lắp ống vào giúp em nhá, tự lắp ống vào giúp em. Đấy, anh em có thể mút thoải mái. Nếu mà các bác không thích cái ống mút này, các bác bỏ ra để mình tu vào đây. Thì nó có phần nắp bịt này, mình sẽ vẫn bịt được bình thường. Đó, để giải nhiệt cái mùa hè như này anh em có thể sử dụng cho em một cái bình này để mang đi công ty rồi là mang đi làm. Mình giữ nhiệt giữ đá đâu đó là khoảng tầm 6 đến 8 tiếng được, 6 tiếng. Đấy anh em nhá. Thì em còn có 3 chiếc này thôi. Gửi đến giá cho anh chị em với mức giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng trên một chiếc như này nhá anh em nhá. Rồi bữa này nóng bức quá thì em về thêm được cái dòng quạt phun sương cho anh chị em để mình dùng trong cái mùa hè này này. Đó, thì cái dòng này nó sẽ dùng cái AC của nó là 5V anh em nhá, 5V. Thì hình thức của nó như này anh em này. Đấy, để em sẽ view luôn cho anh chị em thấy luôn. Ở trên này thì anh em có thể đổ nước vào đây nhá, đổ nước vào đây. Và đây nó có cái cánh quạt này. Ở đây thì nó sẽ có 5 cái tép phun sương nha cho anh em. Sương tương đối là mịn. Đấy, quạt gió này, gió lạnh này, đèn ngủ này, hẹn giờ. Đó, rất là hay ha. Rồi, con này sẽ là có cái nguồn ở đây. Đấy, có cái sạc ở đây anh em cắm rô nhá. Để em cắm rô em test nước luôn cho anh em luôn. Rồi, con này kích thước thì nó hơn một gang tay này, chiều cao hơn một gang tay nhá. Một gang tay. Đấy, thì mọi người đổ nước rô đây cho em luôn này. Chất nhựa ở đây, anh em có thể nhìn thấy cái nước ở đây luôn nhá. Phần nắp này. Nắp này thì nó cũng có gioăng cao su luôn. Đấy, gioăng cao su luôn cho anh chị em luôn. Rồi. Con này AC là 5V, 2A mọi người nhá. Đấy, và 10W, 10W. Rồi, anh em sử dụng điện AC 5V. AC 5V củ sạc điện thoại của các bác nhá. Sản phẩm thì nó sẽ đi kèm thêm cho anh em dây sạc này. Và anh em có thể xách lên đây như này được. Đấy, anh em có thể ngửa lên được như này. Đấy, để thổi cái hương cái xương ra cho nó mát mọi người nhé. Đây, em test thử luôn. test thử luôn cho anh chị em nó xem nó như thế nào. Hàng mới về. Đấy, hàng mới về cho anh chị em. À, có đèn màu anh em này. Có đèn màu tương đối là sáng nha. Bây giờ là bật tới đâu ta? Rồi, đây là chức năng đầu tiên là cánh quạt bật này. Cánh quạt bật này. Bắt đầu xương ra này. Đấy, xương một cái xương này. Hai xương là ba xương của nhá anh em nhá. Xương ram rất là mịn này anh em này. Đấy, ấn thêm một nút nữa là thêm một cái phần xương nữa ra này anh em này. Đấy, rồi em bật quạt mát. Quạt ở đây thì nó sẽ có 3 chế độ anh em nhé. Có 3 chế độ quạt luôn. Ở đây là bóng nguồn này, tức là bóng đèn ngủ anh em nhé. Các bác có thể bật bóng đèn lên cho nó phiêu linh luôn. Rồi, ở đây là cái nút hẹn giờ. Đấy, nút hẹn giờ. Đấy, các bác có thể nhìn cái phần xương của nó này ra này. Xương tương đối là mịn nhá anh em nhé. Đấy, rất là mát rồi. Tính rất là mát ở đây. Bây giờ em tắt quạt đi để cho anh em thấy cái xương của nó này. Đấy, xương da tóe mẻ luôn. Rất là mịn này, anh em nhìn này. Không có ướt hề ướt tay luôn. Rồi, ok anh em. Bật quạt lên. Đó, bật quạt lên. Thì cái gió xương này thổi thẳng vào người mình. Anh em có thể đặt trên bàn học. Đấy, bàn làm việc cực kỳ là hay ha. Đấy, dòng này mà nó tích điện nữa thì thôi rồi luôn anh em nhé. Dòng này nếu mà tích điện nữa thì tuyển luôn. Nhưng mà dòng này anh em cắm sạc AC 5V nhé. Cắm qua cái củ sạc điện thoại của các bác này. Sản phẩm thì nó sẽ đi kèm thêm, nó đi kèm cho anh em sợi cáp sạc thôi. Sợi cáp sạc Type-C thôi. Chứ còn nó không theo củ anh em nhé. Để giảm thiểu cái chi phí của sản xuất mà. Nên là nó sẽ giá thành là nó vừa phải. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, cái cánh quạt này anh em có thể là gì? Cánh quạt này anh em có thể là mình nâng lên nâng xuống được. Đó, rất là mát anh em nhá. Đấy, thì các bác nào quan tâm đến cái mẫu này thì báo em. Giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 250.000 đồng thôi anh em nhá. 250.000 đồng, anh em có ngay một cái quạt giải khát giải nóng mùa hè như này. Đấy, dây đeo là dây da luôn này anh em này. Đó, bao xịn luôn. Rất tuyệt vời anh em nhá, 250k. Tiếp theo thì em về được cái lô sạc ắc quy. Đấy, sạc ắc quy của thương hiệu Puxu. Dòng này là sạc 12V anh em nhé. Sạc 12V này. Thì các bác sạc con này nó là sạc thông minh nên là sạc cực kỳ là hay luôn. Con này nó đến từ thương hiệu Puxu, là một cái thương hiệu nổi tiếng, rất là được nhiều anh em sử dụng này. Hàng này xuất khẩu châu Âu. Đấy, thương hiệu Puxu anh em nhá. Con này có tính năng repair và sạc tối đa cho anh chị em là 100 Ah đổ về anh em nhá. 12V 4A 100 Ah. Con này có chế độ sạc tự ngắt khi bình đầy và có quạt tản nhiệt nữa luôn này anh em này. Đấy, input vào của nó là 100 cho đến 240V. Đấy, tức là anh em xài điện 110 lẫn điện 220 đều được. Đó. Và maximum của nó là 75W này. Đầu quýt ra là áp là 13,8V cho đến 15,5V. Đấy, max 5A. Đấy, dòng này nó sản xuất ở bên China nhá anh em nhá. Một cái công ty cực kỳ là nổi tiếng. Rồi, ok, sản phẩm sẽ test luôn cho anh chị em này. Nếu anh em cắm nhầm cực như này thì cũng không có ảnh hưởng gì luôn. Đấy, tại vì nó là hàng thông minh mà. Cắm nhầm cực thì nó không có hoạt động gì luôn. Và nếu anh em cắm đúng cực âm và cực dương thì nó sẽ lên. Đấy, anh em thấy không? Ở đây là trong báo bình là 29 độ C này. Đấy, báo bình. Và áp của em nó là 11 đến nó áp của nó đâu đó là khoảng tầm 10.9. Đấy, 10.9 cái bình này. Rồi, bây giờ em ghim điện vào cho anh chị em coi luôn. Đấy, ghim điện vô. Đấy. Thì ở đây là nó sẽ đang báo đầy này, nó đang nạp pin này. Đấy, ok anh em chưa? Ở đây là tính năng repair này. Repair này thì nó là tính năng sạc khử xung phát. Đấy, để khôi phục cái bình ắc quy. Thi thoảng anh em sạc cho em một cái tính năng repair như này. Đấy. Rồi, ok anh em. Dòng này cứ thế đâu, quạt gió đang chạy này. Đó, các bác có nghe tiếng quạt gió không ạ? Rất là êm nhá. Rồi, ok. Dòng này giá 250.000 đồng anh em nhé, 250.000 đồng trên một cái sạc ắc quy thông minh 12V. Tiếp theo thì em giới thiệu đến anh em một con sạc ắc quy đa năng nữa. Con này sạc cũng đến từ thương hiệu Puxu, nó cùng là một thương hiệu luôn. Nhưng dòng này nó sạc đa năng, sạc từ 12V 8A cho đến 24V 4A. Và maximum của nó là 150Ah đổ về anh em nhé. Đây, hình thức của nó đây như này. Đấy, hình thức của nó như này, cũng có quạt tản nhiệt. Và các tính năng thì nó sẽ có sạc nhanh, sạc bình khô, sạc chậm cho mô tô, xe máy, hoặc sạc repair anh em nhé. Rồi, ok. Đầu vào điện của nó cũng là AC 100 cho đến 240. Đấy, anh em có thể đầu kít ra này, 12V này, 8A cho đến 24V 4A. Thì maximum của nó là 150Ah anh em nhé, 150Ah đổ về. Thì dòng này nó cũng như vậy thôi. Đây em sẽ cắm ghim điện vào cho anh em coi. Đấy, các bác có thể chuyển các chế độ này. Đấy, đây này, chuyển sang bình khô nhá, chuyển sang sạc chậm này. Đấy, chuyển sang tính năng repair này, bằng một nút ấn thôi. Còn cái này là nó là sạc nhanh. Thì anh em đừng lạm dụng nhiều nhá. Lạm dụng nhiều thì trước em sạc nhanh nhiều, có một cái bình nó chữa ra luôn á. Tức là nó đẩy nhiều quá, đẩy anh em lạm dụng thì nó đẩy nhiều quá là nó sẽ chữa ra thôi. Đấy. Ở đây, đấy đang báo pin này, đang báo đẩy dòng pin vào anh em này. Đang đẩy 3,3A vào. Đấy. Và khi mà bình nó đang gần đầy thì nó lại đẩy cái dòng A nó nhỏ đi nhá. Và khi mà bình nó gần hết pin ấy, thì nó lại đẩy cái dòng A càng lớn lên, càng lớn để đẩy vào nhanh. Đấy. Nó quy trình nó hoạt động như vậy thôi. Anh em có thể chuyển sang sạc khô, bình khô, sạc chậm như này. Đấy, sạc chậm như này thì thường là em cũng hay sạc cái này, hoặc là tính năng repair đây là khôi phục bình ắc quy. Đấy, để cho cái ấy nó khỏi kết tủa đây này. Anh em này, đây này. Cái đốm trắng này nó gọi là cái gì em quên mất rồi nhỉ? Đây này. Đấy, nó hay kết tủa ra đây thì nó sẽ làm giảm được cái tuổi thọ của bình đi, nên là mình sẽ sạc khử cái tính năng repair đó. Đấy, để khôi phục lại cái bình ắc quy cho anh chị em dùng, nó tuổi thọ nó kéo dài ra. Rồi, ok, mẫu này giá của nó là 350.000 đồng nhá anh em nhá, 350.000 đồng cũng bao ship cho anh em luôn này. Đấy, cứ trên 300k thì bao ship này. Đấy, bình ắc quy 1224 là 350.000 đồng. Tiếp theo em giới thiệu đến anh em một số những cái mẫu ổ đúc cao su chịu lực cho anh em chiến công trình, cũng như là lắp đặt ở trong nhà dân dụng nhà mình. Đấy, thì ở đây em đang có những cái mẫu như là ổ đúc vàng nhá. Ổ đúc vàng, dòng này thì nó có một cái bóng báo nguồn như này anh em nhé. Đấy, bóng báo nguồn và công tắc tắt bật ở đây. Ở đây thì nó sẽ có 2 ổ cắm này. Đấy, rồi chi tiết thì anh em đây, dòng này 16A 250V. Anh em xoáy cái này ra và đấu điện rô thôi. Lỗ này tương đối là to, anh em có thể đấu cái dây điện to 23 chấm đều được. Đấy, dây điện tròn đều được nha anh em nhé. Rồi, giá 50.000 đồng này, ổ vàng. Đấy, con này lên là ổ vàng, ổ điện vàng. Còn những cái dòng ổ đúc cao su 5 chấu như này thì giá cũng là 50.000 nhá. Con này thì bao cho anh em đập thoải mái luôn. Các bác cứ đặt cho em một cái viên gạch vào đây và đặt cái này vào đây thì đập viên gạch nó vỡ trước cả cái này luôn. Cái này nó không bao giờ nó vỡ, tại vì nó là dòng cao su non chịu lực. Dòng A của nó là 16A nhá, và nó chịu lực lên tới 250V, 250V. Ở đây thì nó sẽ có 3 chân này. Anh em đấu âm dương vào chân này, còn chân đơn này nó là gọi là chân tiếp địa. Xong mình áp rô cái này vào, cho cái đai này vào đây các bác nhá, xong xoáy chặt vào. Đấy, anh em làm từ trên cao rơi quang quật thoải mái. Rồi, ok, phích kim có bóng báo nguồn 20.000 nữa, tổng combo như này là 50.000 anh em nhá, 50.000 trên một cái combo như này. Ngoài ra anh em thích cái ổ 3 như này đây, ổ 3 này thì có bóng báo nguồn. Đấy, bóng báo nguồn cũng là 50.000 đồng. Thì anh em cắm rô vào cái này này. Đấy, cắm rô vào đây. Cả combo như này nó là 70.000 đồng nhá. 70k trên một cái ổ đúc này. Cái này anh em về xoáy đưa điện vào đây cho em nhá. Đấy, thì mình chỉ sử dụng cắm 3 chân ở đây thôi. Có bóng bao nguồn, giá đồng giá là 50.000 đồng, và cả bộ, cả phích, cả ghim là 70.000. Tiếp tục em về thêm cái dòng AirPods 3 Pro. Hàng này thì nó hàng xuất sang Nhật anh em này, hàng xuất sang Nhật của thương hiệu Apple nhá. Con này được cái là nó nguyên xeo luôn cho anh em này. Đấy, nguyên xeo anh em này. Nguyên xeo còn về còn túi bóng này. Giá thì siêu là rẻ rồi. Hàng AirPods 3 Pro này con cái núm tai nó khử cái tiếng ồn cho anh chị em luôn, và nó là dòng cực kỳ là chất lượng. Đây. Anh em cho các bác, em cho các bác nghe thử thoải mái nhá. Rồi mới nhận hàng. Đấy. Giá tiền của nó là 250.000 một bộ. Đây em cui thùng ra một cái này này cho anh chị em đây nhá. Cái con bình thường ấy của nó thì nó không có cái mã chữ nhật như này đâu. Đấy. Nhưng mà cái con này ấy, thì là nó lại có đây này. Con này thì nó là Apple USA này, sang USA này. Đấy, em bóc tem rồi. Con này iPod 3 bóc tem rồi. Còn con iPod 3 Pro đây. Đấy. Nó có cái dòng chữ nhật như này này. Đấy, và bên đằng này nữa. Rồi ok. Hàng thì hàng mới luôn nhá. Các bác về tự bóc siêu luôn. Đấy, nghe thì cam kết với các bác là chất lượng. Đấy, còn đây là những cái núm tai nó tặng kèm lên này. Đây là cái dòng cáp sạc của nó này. Các bác cắm sạc vào đây giúp em. Đấy, nó nghe khoảng tầm 4 tiếng 4 đến 5 tiếng. Anh em nghe 4-5 tiếng xong lại cắm vào cái đế sạc này là chúng ta sẽ lại tự động nó sẽ sạc cho các bác. Đó, rất là hay luôn. Và cái dòng này nhá, rất là hay một điều như này. Anh em đang kết nối một lần nhé. Lần sau các bác chỉ cần cứ đưa tai lên là nó tự kết nối thôi. Cứ mở ra tự kết nối thôi. Không cần phải kết nối lại nữa. Rồi, khi mà anh em nghe nhạc nhá, Mình bỏ cái tai này xuống là nhạc tự tắt này. Đấy. Và lại nhấc cái tai này lên là tự động nó là điện thoại này bật nhạc lên. Đấy, khi mà anh em đang sử dụng nhá. Rất là hay một cái điều như vậy. Ở đây là cái cảm biến vân tay này, cảm ứng vân tay nhá. Anh em có thể gạt lên gạt xuống này để cho to nhỏ. Đấy, thì tùy thuộc vào anh em cài đặt nhá. Giá chỉ có 250.000 thôi. Hàng ngon, chất lượng, bổ rẻ anh em này. Đấy, các dòng chữ nó ở trên này hết này. Đấy. Kết nối thì dễ dàng thôi. Kết nối thì nó sẽ không có ngại nhá. Khi mà anh em kể cả là Samsung, Oppo rồi là Vivo, nói chung là cái gì nó cũng kết nối được hết. Ngoại trừ là tức là dòng iPhone của nó thì nó sẽ dùng nó sướng hơn. Đấy, tức là nó dành riêng cho dòng iPhone, nhưng mà các bác con nào các bác cũng kết nối được. Dòng AirPods 3 Pro để anh em có thể nghe nhạc không dây đều được. Giá của nó là 250.000 anh em nhé, 250.000 trên một con AirPods 3 Pro như này. Thì em có thêm những cái dòng quạt Technot cho anh chị em để anh em sử dụng này. Mẫu này là mẫu quạt lửng. Đấy, quạt lửng của Technot. Dòng này thì nó là hàng mới của Nhật, xài điện 100 anh em nhé. Còn nguyên thùng như thế này thì bên shop vẫn còn đủ số lượng để phục vụ cho anh chị em luôn. Còn nguyên cái tờ phiếu này, như này. Đấy, xài điện là điện 100 nhá. Kích thước cánh của nó là sải cánh của nó là 30. Sải cánh của nó là 30 và cánh này cánh nhựa anh em nhá. Có 3 cấp độ này, 1 2 3. Ở đây thôi, hẹn giờ, sách hướng dẫn. Thì đầy đủ combo như này cho anh chị em luôn. Và bây giờ em sẽ xin test luôn cho anh em nhá. Này thì nó là dòng quạt lửng này, chiều cao của nó lên nó chỉ có 83,5 phân thôi anh em nhá, 83,5 phân thôi. Đấy, hạ thấp xuống thì nó chắc được khoảng tầm 70 phân anh em này. Đấy, hạ thấp xuống thì nó được khoảng tầm 70 phân. Đấy, 70 phân. Thì mẫu này anh em có thể đặt trên giường hoặc là đặt trên sát giường cũng được, rất là hay luôn. Rồi. Đó, em cắm điện vô cho anh em nhá. Con này thương hiệu của nó là thương hiệu Technot anh em này. Thương hiệu Technot, và anh em lưu ý là sử dụng điện 100 anh em nhá, 100. Anh em cắm nguồn điện 100 vào giúp em nhá. Đấy, một điện 100. Và đây là cái mức số 1 này. Đấy, để em tắt cái túc năng này đã này. Đấy. Cái lượng gió của Nhật làm rất là dịu nhá, rất là dịu và nó cực kỳ là nhiều gió luôn anh em ạ. Đấy, số 2 này. Đấy, số 3 này anh em này. Cái dòng này thì nó không như là những cái quạt của Việt Nam, tại vì nó chém gió quá mạnh. Việt Nam nó chém gió quá mạnh, tức là cái lượng gió ấy. Đấy. Ở đây thì cái cánh này nó là cánh nhựa và cánh meca. Đấy, ok. Mẫu này thì em đang gửi đến cho anh chị em với mức giá chỉ có 1 triệu đồng và bao ship tận nhà cho anh chị em nhé. và hàng mới nguyên hộp. Đó. Tiếp theo em giới thiệu đến anh em một số những cái mẫu ổ đúc cao su chịu lực cho anh em chiến công trình cũng như là lắp đặt ở trong nhà dân dụng nhà mình. Đấy, thì ở đây em đang có những cái mẫu như là ổ đúc vàng nhá. Ổ đúc vàng dòng này thì nó có một cái bóng báo nguồn như này anh em nhé. Đấy, bóng báo nguồn và công tắc tắt bật ở đây. Ở đây thì nó sẽ có hai ổ cắm này. Đấy, rồi. Chi tiết thì anh em đây dòng này 16A 250V. Anh em xoáy cái này ra và đấu điện rô thôi. Lỗ này tương đối là to, anh em có thể đấu cái dây điện to 23 chấm đều được. Đấy, dây điện tròn đều được nha anh em nhé. Rồi, giá 50.000 đồng này, ổ vàng. Đấy, con này lên là ổ vàng, ổ điện vàng. Còn những cái dòng ổ đúc cao su 5 chấu như này thì giá cũng là 50.000 nhá. Con này thì bao cho anh em đập thoải mái luôn. Các bác cứ đặt cho em một cái viên gạch vào đây và đặt cái này vào đây thì đập viên gạch nó vỡ trước cả cái này luôn. Cái này nó không bao giờ nó vỡ, tại vì nó là dòng cao su non chịu lực. Dòng A của nó là 16A nhá, và nó chịu lực lên tới 250V. 250V. Ở đây thì nó sẽ có 3 chân này. Anh em đấu âm dương vào chân này, còn chân đơn này nó là gọi là chân tiếp địa. Xong mình áp rô cái này vào. Cho cái đai này vào đây các bác nhá, xong xoáy chặt vào. Đấy, anh em làm từ trên cao rơi quang quật thoải mái. Rồi, ok, phích kim có bóng báo nguồn 20.000 nữa, tổng combo như này là 50.000 anh em nhá. 50.000 trên một cái combo như này. Ngoài ra anh em thích cái ổ 3 như này đây, ổ 3 này thì có bóng báo nguồn. Đấy, bóng bao nguồn cũng là 50.000 đồng. Thì anh em cắm rô vào cái này này. Đấy, cắm rô vào đây. Cả combo như này nó là 70.000 đồng nhá. 70k trên một cái ổ đúc này. Cái này anh em về xoáy đưa điện vào đây cho em nhá. Đấy, thì mình chỉ sử dụng cắm 3 chân ở đây thôi. Có bóng bao nguồn. Giá đồng giá là 50.000 đồng. Và cả bộ, cả phích, cả ghim là 70.000. Tiếp tục em giới thiệu đến cho anh chị em cái mẫu này. Mẫu này là cái mẫu mũi khoan sắt, khoan ninox anh em này. Đấy, thì em mở ngửa ra đâm ra nó lật ra đây. Dòng này một hộp của nó là nó sẽ có 6 mũi cho anh chị em của nhà thương hiệu Kapusi, chính ngạch luôn cho anh em nhá. Con này thì các bác có thể hàn, đây là mũi khoét lỗ. Mũi khoét lỗ anh em có thể khoan ninox này, khoan thép đều được. Dòng này thì nó là đầu kẹp anh em nhé, dòng đầu kẹp thì anh em có thể lắp vào máy khoan bàn hoặc là khoan cầm tay cũng được. Đấy, dòng này phi lớn nhất của nó là phi 30. Phi 30 đây, anh em có thể nhìn này, phi 30 của nhà Kapusi nhá. Hàng này có cả mã chống hàng giả, hàng nhái luôn cho anh chị em đây. Đấy, bao tốt luôn, hàng này bao tốt luôn nhá. Có phi 30 này, phi 25 này, phi 22 này, phi 20 và phi 18, và cuối cùng đó là phi 16 anh em nhá. Ở đây thì nó sẽ có một cái mũi ở đây và kèm một lò xo này, bên ngoài bắt đầu tới là cái phần chóa này. Ở đây thì nó sẽ được làm bằng cái hợp kim vàng hay như nào đó này, Đấy, anh em nhìn cái màu khác không ạ. Đấy, để khoan một cái lỗ ra 3 phi 30 ra cho anh em. Giá 320.000 đồng. Đấy là giá đã bao ship và hỗ trợ giá tốt cho anh em rồi. 320.000 đồng. Anh em lên mã giúp em là mũi khoan cắt lỗ nhá. Mũi khoan cắt lỗ, khoan sắt, khoan inox. Rồi tiếp theo là em giới thiệu đến cho anh em những cái mẫu con lăn. Đấy, một combo như này là 4 chiếc là 50.000 đồng anh em nhá. 50.000 đồng trên 4 chiếc này để anh em có thể chế vào một cái quạt hay cái gì đó để lăn ở trong nhà. Đấy, lăn trong nhà. Cái dòng này đây này, nó rất là trơn tru nhá. Đấy, nó từ cái dòng này nó từ ở những cái băng tải vải ra. Đấy, băng tải vải ra của Nhật anh em nhá. Đấy, mọi người thấy không? Đây em bóc này ra cho anh em coi luôn. Đấy, đây. Đấy, từ cái băng tải vải ra anh em này. Dòng này thì anh em có thể chế cháo thành một cái làm cái bánh xe để lăn trong gia đình như này. Đấy, mình hàn vào đây mình làm cái bánh xe rất là ngon nhá. Để em đo thông tin kích thước luôn cho anh chị em. Tổng chiều dài của nó là 9,5 phân anh em nhá. Đấy, bản bánh của nó này, đường kính của bánh đâu đó là 2,6. 2,6 này. Đấy, mọi người nhá. Dòng này dòng chỗ này nó là cao su dẻo này, dày dẫn lắm nhá anh em này. Đấy dẫn nên là anh em làm bánh xe rất là ngon. 50.000 đồng 4 cái combo 4 chiếc anh em nhé. Tiếp theo lên cho anh em cái bộ ghim, súng ghim nổ này, súng bắn đinh nổ anh em nhé. Một combo của nó thì nó như thế này. Đây để em mở combo khác xem nào. Đấy, một combo đầy đủ của nó như thế này này, mọi người này. Đấy, sách hướng dẫn này. Đó. Và tay nổ đây, con này đến từ nhà Kapusi nhá, mọi người nhá. Nhà Kapusi. Dòng này thì anh em không cần phải khoan vít nữa, nếu mà bắn tủ điện á thì mọi người cả bắn rô phát là được. Đấy, rô phát là được anh em nhá. Rồi sản phẩm nó sẽ đi kèm thêm cho anh em là kính bảo hộ này, và cái này nó là cái vệ sinh. Đấy, vệ sinh ở đây này. Đấy, anh em vệ sinh ở đây hoặc tháo nó ra, để vệ sinh bên trong như này. Đấy, các thứ ở đây vệ sinh bên trong anh em nhé. Rồi vệ sinh bên trong, bây giờ em đi ra em nổ thử cho anh em luôn. Con này thì các bác có thể là đó. Rồi đây là dây, cái này là bịt tai sao ấy anh em ạ, bịt tai để cho nó nổ cho nó đỡ to sao ấy. Rồi phụ kiện bên trong đi kèm theo để anh em thay thế sau này, thay thế những một số cái lò xo đấy. Đấy, rồi đây là găng tay anh em này, găng tay để anh em cầm thì nổ này. Kích thước của nó hơn một găng tay của em nhá, như một khẩu súng luôn. Thì dòng này anh em bắn đinh rô vào tường. Đấy, bình thường là anh em phải khoan, nhưng cái dòng này anh em bắn cứ bắn bụp phát là nó nổ, nó dính vào tường luôn. Đây là đinh nổ anh em nhá, đinh nổ này. Đấy, mình bắn rô vào tường, bắn rô vào bê tông đều được. Đấy, đều được cho anh chị em luôn. Đấy, và nó nổ tương đối là to nhá. Cái này 2.000 đồng trên một viên như này. 2.000 đồng trên một viên. Anh em lấy một hộp như này nó là 100 viên này. Đấy, 100 viên. Bây giờ em mời anh em đi test thử luôn nhá. Thì mọi người cứ đôi rô cái này vào đây thôi này. Đấy, là mình đi nổ thôi. Rồi, ok anh em nhá. Đây em đã nổ thử, đợt trước em nổ thử một quả rồi này. Bây giờ em nổ thử cho quả nữa nhá anh em nhá. Đấy, đây này. Anh em ấn giữ xuống giúp em nhá. Đấy, anh em thấy không? Rất là to nhá các bác nhá. Đấy, rất là to luôn. Thì các bác có thể đưa vào bê tông các kiểu đều được nhá. Đó, các bác thấy không? Đây này. Rất là ngon lành luôn nhá. Đấy, đinh này. Rồi, ok cho anh em một cái mã này. Cực kỳ là ngon và tiện lợi anh em nhá. Phẩm tiếp theo thì em có cái mã chiếu của Muji Japan anh em này. Đấy, mã chiếu này, chiếu trúc của Nhật anh em nhá. Thì con này nó là dòng chiếu điều hòa hai mặt cho anh chị em nằm vào cái mùa hè như này rất là hợp lý luôn. Phẩm đi kèm theo cho anh chị em đó là hai chiếc vỏ gối như này. Đấy, hai chiếc vỏ gối như này. Các bác chỉ cần về được việc đưa cái vỏ gối của các bác vào đây thôi, đưa cái ruột gối của các bác vào trong là mình sử dụng thôi. Cái dòng này anh em nằm trong điều hòa rất là sướng luôn. Đấy, mát lịm luôn, chiếu cói. Đấy, nằm nó rất là dễ nằm, không đau người anh em nhé. Đây, em mở ra cho anh chị em quan sát luôn nhé. Cái dòng này thì một mặt của nó là mặt cói anh em nhé. Đấy, một mặt này thì nó là mặt lụa anh em này. Đấy, mặt lụa này, anh em nhìn thấy không ạ? Dòng này anh em có thể giải ăn cơm, chiếu giữa nhà các kiểu, hoặc là mùa đông thì anh em có thể mà lật cái mặt này lên để ngồi, để nằm. Đấy, mùa hè thì anh em có thể sử dụng cho em cái mặt chiếu cói như này. Đấy, dòng này thì nó những cái đường may này nó may rất là chuẩn chỉ và xịn sò cho anh chị em luôn. Đấy. Ok anh em nhá. Em báo kích thước cho anh chị em này. Ở đây thì em đang có cái 1m8 này, chiều ngang của nó là 1m8, chiều dài của nó là 2m anh em nhá. Đó, 2m, giá là 450.000 đồng, bao ship tận nơi cho anh chị em. Đấy, 450k. Bữa nay thì hỗ trợ cho anh em giá là 430.000 nhá, 430.000 đồng trên một cái mẫu chiếu 1m8 như thế này. Đấy, ngoài ra thì 1m6 thì ngày trước là nó có, nhưng bữa nay là nó không có về nữa rồi anh em ạ. Nó không về nữa rồi. Đấy, rất là xịn sò cho một cái mẫu chiếu này, mặt lụa nhá, mặt lụa nhá. Tiếp tục thì em có một cái cây sen bàn phím này. Cái sen bàn phím báo nhiệt độ. Đấy, các bác nào mà quan tâm đến cái mẫu này, hoặc mình đang chuẩn bị xây nhà thì anh em có thể tham khảo ngay một cái mẫu cây sen bàn phím ở đây. Dòng này thì nó là cây sen đứng nhá. Cây sen đứng thì nó có một cái chóa cầm tay này và một cái bát trên này. Đấy, một cái bát trên này rất là xịn sò luôn cho anh em. Thân của nó thì sẽ được sử dụng thân tròn và được làm bằng đồng anh em nhé, được làm bằng đồng như này. Đấy, được làm bằng đồng như này. Và cái phần bàn phím của nó đây thì dòng này nhá, cách sử dụng này thì anh em cứ mở tổng cho em này. Đấy, đây là cái phần nước ra thông thường này, anh em ấn hết như này, nó là cái phần nóng lạnh. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có thêm cái màn hình hiển thị nhiệt độ ở đây, nước đi qua là nó sẽ cảm biến nhiệt độ ở đây anh em nhá. Ở đây này, đây là cái phím ở đây mọi người nhá, phím tắt bật này. Đây là vòi trên, vòi dưới, vòi cầm tay, các kiểu vòi chóa đây. Tay này thì nó sẽ là bằng tay nhựa ABS nhá, dây chống rối. Dây chống rối cho anh chị em hết anh em nhá. Đây em sẽ cầm lên cho anh em thấy này. Đó. Nếu mà theo chiều đứng như này, ở đây thì các tính năng của nó này được làm củ đồng hết, 100% hết nhá anh em nhá. Bằng củ đồng cho anh chị em luôn. Có chữ Digital in Dẹp Mani luôn. Đấy, anh em nhìn nhá. Đây cái phần của nó đây này. Đó, đây là cây sen bàn phím. Giá của nó là 1.850.000 đồng anh em nhé, 1.850.000 đồng. Dòng này anh em chuyển cọc tiền thì em mới đi đơn hàng anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến anh em một cái con vòi tưới này, đầu vòi tưới anh em nhé. Một đầu này anh em cấp rô vào cái đầu nước sạch của các bác hoặc máy bơm. Đấy, rồi cấp nước sạch là rất là ngon. Con này thương hiệu của nó là thương hiệu là Chuper nhá, Chuper. Đấy, con này cực kỳ là chất lượng luôn. Anh em nhìn cái phần tay cầm đã thấy nó xịn sò rồi. Giá là 70.000 đồng, 70.000 đồng trên một chiếc này. Ở đây thì nó, này các bác nghe tiếng đã thấy sướng rồi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có vài cái tính năng vòi phun sương rồi các thứ, vòi rửa xe rồi vòi dẹt như này. Đấy, để anh em có thể sử dụng tưới cây, tưới phong lan, rửa sân, rửa xe, các kiểu đầy đủ luôn cho anh em. Đây, mọi người không thích bóp thì mọi người dùng cho em cái thanh lưỡi cài đây. Đấy là cứ thế nước nó dôi thôi, nó ra thôi. Ok, giá 70.000 đồng anh em nhá. Tiếp tục đến cái phần khóa chống cắt anh em này. Khóa chống cắt, con này đến từ thương hiệu là Haren. Haren sử dụng cho em là 4 chìa cho như này nhá. Anh em có thể thay thế nhau. Đấy, mình mất một cái thì mình có thể là mình lấy chìa khác ra, hoặc là anh em có thể là đưa cho mỗi người một cái để mình sử dụng. Đấy, chống cắt nhá. Ở đây nó có một cái lò xo này. Dòng này thì cũng thánh mở khóa này, siêu sao thì mình mở được. Đấy, nó có một cái lò xo ở đây, cực kỳ là khó móc luôn. Đấy. Phần khóa này nó rất là dày dẫn nhá, rất là dày dẫn này cho anh chị em luôn. Đấy, ở đây thì có thương hiệu Haren anh em nhá. Rồi, giá 170.000 đồng trên một bộ như này. Khóa chống cắt, màu rất là đẹp này. Đấy, cấp về các bác khóa thì các bác phải quay cái mặt này ra giúp em nhá. Quay mặt này ra giúp em. 170.000 đồng anh em nhá. Tiếp tục lên cho anh em những cái mẫu kéo cắt cành. Con này đến từ nhà Kapusi, giá của nó là 150.000 đồng. Con này hàng VIP luôn, hàng SK5 Made in Japan. Đấy, SK5 anh em nhá. Có logo ở đây, có logo ở đây. Con này thì em lấy mẫu em cắt này. Trước là lấy cây cành mít này lắm nhựa quá, nó vẫn dính ở đây anh em nhá. Phần khóa của nó này, logo được dập chìm ở đây luôn này. Đấy, dập chìm đây luôn này, phần đầu này có cả mã luôn nhá anh em nhá, có cả mã luôn này, 3818 này, 8618 anh em nhá, 8618 nhá, làm dập chìm hết này. Dòng này thì cắt cực kỳ là ngon, kể cả cái cách cầm nắm anh em nhá, cách cầm nắm cực kỳ là ngon luôn, dao rất là sắc. Giá chỉ có 150.000 thôi, 150.000 một cây nhá. Ngoài ra anh em thích cái dòng này, đấy, 180.000 con kéo cành A3 này, đây con cán đỏ đây. Rồi, con này thì cũng rất là tuyệt vời nhá. Đấy, mã A3 180.000 đồng, 180k, 180.000 đồng cho mã A3. Còn mã A1, mã A1, mã này thì em có mấy con em hồi nọ em test này. Đấy, cầm rất là đầm tay, viền gỗ này, hàng liền thân này, đầm rất là nặng tay luôn nhá. Đấy, hàng Made in Japan này, Made in Japan anh em này. Ok anh em, mã này là mã kéo cành A1, giá 250.000 đồng cho một cái mẫu như này, 250k các bác nhá. Còn cái mẫu này 700, ngày trước là nó là 700 này. giờ hỗ trợ giá tốt cho anh chị em luôn. Đó, đây. Của nghệ nhân nào đây? Cái này nó là của nghệ nhân nào ấy, em cũng không có nắm rõ đâu. Đấy, mình không phải cái gì mình biết anh em ạ. Đấy. Rồi, ok anh em. Tiếp theo giới thiệu đến các bác đó là những cái mẫu cưa nhá. Mẫu cưa thì ở đây là cưa còn hai cây cưa gấp này, hai cây cưa gấp, chiều dài của nó là 21 cm và nó gấp gọn và được anh em nhé. Hàng Tojama giá là 70.000 đồng thôi cho anh chị em để các bác xài. Có hai cây thôi nhá. Dòng cưa lách này, đấy, cưa lách này thì giá của nó là 70.000 đồng luôn cho anh chị em luôn nhá. Made in Japan này. Đấy, cưa lách, một cái cưa lách này cho anh em làm cây bonsai, cắt những cái cành mà kéo không cắt được. Rồi, tiếp theo này là cái dòng cưa vỏ bọc tem đỏ này, cưa gọi là cưa cán đỏ anh em nhé. Con này thì hàng mới nguyên sale chưa xài, hàng Made in Japan anh em này, Made in Japan mới tinh luôn này. Đấy, cái lưỡi thép của nó thì tương đối là cứng, khi mà anh em cưa ấy thì nó không hay bị chùn đâu nhá. Đấy, chất thép của nó thì rất là mịn màng này, nó không có độ nhám đâu. Đấy, Made in Japan, kích thước là 350mm này. Cái này nó được làm bằng hợp kim gang này, phần cán của nó thì được làm bằng nhựa nhá, rất là xịn sò như này cho anh chị em luôn. Rồi, ok anh em. Đấy, phần lưỡi đây, anh em có thể nhìn cái phần lưỡi của nó này. Đấy, nó rất là sắc và ngọt, rất là ngọt luôn khi mà anh em cưa, rất là bén. Giá con này là 250.000 đồng anh em nhé, 250.000 đồng trên một cái mẫu cưa tay đỏ như này. Tiếp theo lên cho anh em một cây kìm cắt như này. Đấy, con này cắt vừa tách dây điện đều được luôn. Đây. Đấy, mọi người ạ, cắt cực kỳ là ngon cho anh chị em luôn nhá. Đây, cắt rất là ngọt này. Đấy, cắt rất là ngọt luôn. Kể cả dây to dây bé đều rất là ngọt. Và nó tách được dây điện rất là tuyệt vời luôn anh em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái phần đầu, đó là đầu chẻ nhá. Đầu chẻ dây này. Đấy, anh em chờ em chút xíu này. Đấy, mình chẻ được dây luôn này. Đấy, chẻ được dây luôn anh em nhá. Còn đây là nó sẽ tuốt được dây điện từ 0.6 cho đến 2.6 anh em nhé. Đấy thì tùy thuộc vào anh em sử dụng vào cái dây nào. Đấy, dây nào thì anh em sẽ tuốt được cái dây đó. Đây. Đó, các bác thấy không ạ? Tuốt rất là ngon nhá, rất là ngon. Rồi, có phần đầu kẹp như này để anh em có thể xé dây điện ra. Đấy, xé dây điện ra. Rồi là các bác có thể kẹp được một cái gì đó. Đây, tuốt dây điện này. Con này các bác làm rất là đa dụng nhá. Ví dụ như là mình đi làm điện ấy, mình đi làm điện rất là tiện luôn. Đây, các bác thấy không? Nó nhỏ gọn và nhẹ nhàng. Rồi, ok, giá con này là 110.000 đồng cho anh chị em này. Đấy, kìm tuốt dây điện trắng nhá các bác nhé. Kìm tuốt dây điện trắng giúp em. Sống của nó rất là dày dặn như này. Và chắc chắn nhá. Các bác không làm điện thì làm trong nhà cũng được. Đấy, mình khỏi phải đi ấy, làm điện gia đình, dùng con này cũng rất là hay nhá. 110.000 đồng. Hôm nay thì em lên cho sơ qua một vài mã của shop. Thì tiếp tục em vẫn về thêm các dòng sản phẩm mới để phục vụ cho quý anh chị em. Đấy, thì tới đây thì em về thêm một cái lô đó là cái lô bếp từ Nhật, bếp từ nội địa Nhật, cũng như là một số cái đồng hồ cổ của Nhật. Đấy, thì mong rằng anh em đón xem và ủng hộ bên shop Thanh Phạm anh em nhé. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại anh em và các bác trong một cái video lần sau nhá.